Vẫn theo trường đảm bảo an toàn cao nhất trong quá trình tập luyện. Kính thưa các đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ động tham mưu xây dựng nhiều phương án kế hoạch xử lý tốt các vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Điện Biên được các cấp các ngành biểu dương khen ngợi. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ cần phải không ngừng nỗ lực thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị cũng như trao dồi kiến thức nghiệp vụ, thường xuyên huấn luyện nâng cao để tạo cho bản thân uy tín, kiên cường, sức khỏe dẻo dai, làm chủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, được ngành công an trang bị, sẵn sàng nhận và hoàn tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động ngoài lòng trung thành vô hạn với tổ quốc, với nhân dân, cần phải có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ, bản lĩnh chiến đấu kiên cường. Do vậy mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên luyện tập không ngừng để rèn luyện sự kết hợp giữa các đòn tay linh hoạt, đòn chân hiểm hóc, thế đứng di chuyển nhanh hợp lý, công thủ liên hoàn, tấn công liên tục, nhanh chóng hạ gục đối phương, tập luyện các bài võ thuật, rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ có khả năng chiến đấu với nhiều đối phương và kết hợp cùng nhau chiến đấu. Sau đây xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cùng tham quan và biểu diễn các bài võ thuật ứng dụng trong công an nhân dân của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, võ thuật trong công an nhân dân được phát triển kế thừa và xây dựng trên cơ sở các môn phái võ truyền thống trong nước và các phái võ đang thịnh hành, có khả năng dựng dựng chiến đấu cao của thế giới, đã được kiểm nghiệm qua thực tế chiến đấu phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, ngày càng hoàn thiện trở thành một môn phái võ có tính đặc thù của lực lượng công an nhân dân, là một trong những nội dung bắt buộc mỗi cán bộ chiến sĩ phải tập luyện thường xuyên trong suốt thời gian phục vụ trong ngành công an. Đây là một nội dung không thể thiếu trong việc rèn luyện bản lĩnh kiên cường, ý chí chiến đấu tiến công không ngừng của mỗi cán bộ chiến sĩ. Cùng tham quan bài thuyền 44 động tác. Bài thuyền 44 động tác là bài thuyền mang tính tổng hợp ứng dụng cao. Đây là những đòn đánh phức tạp, các động tác tấn công nhanh mạnh, các thế đánh linh hoạt tạo uy lực trong từng đòn đánh. Đòi hỏi người cán bộ chiến sĩ phải dày công khổ luyện mới đổ nhiều mồ hôi và công sức mới thực hiện được. Kính mời các đồng chí cùng tham quan. Bài quyền có động tác là sự kết hợp tương đối hài hòa của các thuật kỹ thuật các đối tượng dùng súng không gian, là sự kết hợp của các động tác đặt đỡ tránh né với cách phòng thủ tiếp tục hiệu quả. Trong thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng chủ động tấn công đối phương, mà nhiều tình huống đối phương bất ngờ dùng súng không gian. Để chống lại, lực lượng cảnh sát cơ động phải thực hiện thuần thục các động tác đặt đỡ tránh né, vận dụng linh hoạt các chiêu thức của bài quyền 44 kết hợp sử dụng thân pháp hợp lý để tạo ra lối đánh liên hoàn, vô hiệu hóa các đòn tấn công của đối phương. Tuyên truyền luôn chú trọng nghiên cứu, phân tích các đòn đánh cho các bài quyền trên để áp dụng và cải biến thành cách đánh hay, dễ nhớ, mới lạ, cách đánh hiểm hóc, dễ dàng bắt phá các đối tượng, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao khả năng vận dụng vào thực tế chiến đấu. Sau đây xin kính mời các đồng chí cùng theo dõi cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động biểu diễn bài quyền ứng dụng.